Tan chạy trước khoảnh khắc Chi Pu nhấc bổng vỗ về Ngô Thiến thì gặp khó khăn với Sĩ Tình ở Đạp gió 2023. Trong nhóm diễn Sĩ Tình ở Đạp gió 2023, Ngô Thiến là thành viên gây lo lắng nhất. Vừa qua, đội diễn Sĩ Tình của Ella, Chi Pu, Trương Giang Nghê, Ngô Thiến đã xuất sắc giành hạng nhất trong phần đấu nhóm vòng công diễn đầu tiên của Đạp gió 2023. Để có được thành tích này, các thành viên đã trải qua quá trình tập luyện hết sức vất vả, đặc biệt là Ngô Thiến. Là nữ diễn viên duy nhất chưa từng có kinh nghiệm sân khấu, Ngô Thiến gặp khó khăn khi luyện vũ đạo cho Sĩ Tình. Người đẹp lúc đầu đã có màn học động tác cứng đơ, sau đó lại thở dài vì không thể bắt kịp đồng đội. Trong hậu trường, Ngô Thiến thẳng thắn nói về điểm yếu của mình. Ba người họ đã nhảy gần chục năm rồi, thậm chí chị Ella đã nhảy được hơn 20 năm rồi. Còn tôi thật sự bắt đầu từ con số 0. Khi nhảy, ba người họ đứng đó, tôi đứng bên này, tiết tấu không đúng, nhìn thấy lỗi sai rất rõ ràng. Tôi rất khó có thể chấp nhận được, người ta tập tốt như vậy, mình dựa vào đâu mà chỉ vì sai sót của bản thân để họ phải bị loại chứ? Tôi lấy gì để chịu trách nhiệm nếu việc này xảy ra đây? Biết được khó khăn của Ngô Thiến, ba thành viên còn lại đều hết mình khích lệ đồng đội. Ella đã chủ động hỏi han, chị hỏi em này Thiến, em đã nhớ động tác chưa? Thứ tự các động tác ấy. Khi nghe đàn em cho biết chưa nhớ lắm, cựu thành viên nhóm SHE động viên. Vẫn chưa quen thôi, không sao đâu. Nếu em chưa nhớ, em có thể nhìn gương, không cần quá lo lắng như vậy. Không giỏi ngôn ngữ tiếng Trung, Chi Pu đã có cách vực dậy tinh thần Ngô Thiến, khác hẳn các nghệ sĩ Hoa ngữ. Nhận thấy Ngô Thiến ủ rũ, Chi Pu đã nhấc bổng nữ diễn viên Trung Quốc, còn chọc cười đồng đội của mình. Khoảnh khắc ngọt ngào này của Chi Pu và Ngô Thiến khiến người hâm mộ phải tan chảy.